Hello các bạn, mình đang đến thành phố Edmonton. Hôm nay đi chơi long weekend. Hiện giờ mình ghé vô đây ăn trưa Miss Sài Gòn. Đây là bên trong trung tâm thành phố Edmonton. Hôm nay mình đi chở nhà của chị Loan với lại đi một với một bạn nữa đi lên đây chơi. Để mình vô ha. Quán này nổi tiếng là cái món thắng bò nha các bạn. Đó thì đây là cái bảng phong thần, những ai mà thắng và những ai đã thua trong cái thách thức mà ăn hết cái tô bún bò khổng lồ của người ta. Còn bên đây là không gian của quán. Đó, các bạn thấy cũng rất là hiện đại, sạch sẽ, thoáng với lại sáng sủa, thấy không? Rồi ở đây thì mình gọi món bún bò. Đó, đây là món bún bò của mình. Thì mình thấy bún bò ở đây khá là ngon, thơm, đúng vị, nhưng mà nó hơi lạc so với mình. Thì các bạn ăn, các bạn có thể xin thêm miếng nước mắm. Đó, mình sẽ để địa chỉ ở bên dưới này. Rồi, bây giờ mình đã đến nơi. Mình sẽ đi vô trong nhà. Đây là cái căn Airbnb. Nhà này nó có double garage luôn các bạn, đậu được hai chiếc nè. Hai chiếc này là nhà của nhà mình hết. Của ấy da. Chắc phải đóng cái cửa garage lại. Đây là đường vô trong nhà. Đây là một căn townhouse. Townhouse. Ôi da, hình như mới xây luôn các bạn. Còn mới tinh luôn á. Nè, đây là đường đi xuống cái garage. Đây là của nhà kế bên. Đây là nhà của nhà bên này. Sao hao này nó như vậy. Bây giờ mình đi vô cho em nhà. Rồi, ở đây là cửa đi sau ha. Cửa mình mới vừa vô nè các bạn. Đó, đây là một cái washroom. Để ở dưới đây có khách đồ. Ồ, nhà mới quá ha, đẹp quá trời. Đây là cái bếp, cái gian bếp. Đây là cái pantry để bỏ đồ ăn, double sink. Đó, nhà đẹp không? Rồi, ở đây là bếp, mà bếp này là bếp ga nha. Đó, ga luôn xịn á. Đó, đây là một cái island có microwave ở đây nè. Đây là cầu thang đi lên lầu nè. Cầu thang được lót thảm mới, đi êm lắm các bạn, đã lắm. Đó, mọi người lên trước rồi. Rồi, chia phòng. Rồi, để đi tham quan coi, bên đây là gì đây? Master bedroom. Ôi, master nè, trời đã chưa? Rồi, anh quá đẹp. Master, rồi, ở đây có... Đây là cửa sổ nhìn ra ngoài, đây là master bedroom. Ồ, master bedroom có, đúng rồi, có bathroom trong này luôn. Đây là một bathroom đứng. Quá đẹp, quá mới ha, đẹp. Đó. Đây là cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó, đẹp không? Đó, đẹp không? Ôi ôi, đẹp ha, phòng đẹp nè. Đó, làm hiện đại. Rồi, bên này được hai phòng ngủ. Rồi, đây là một cái bathroom nữa. Đó, phong cách mới hiện đại giống nhà mình nè các bạn, làm trắng đen. Đó, sạch sẽ. Cái phòng này hơi nhỏ nhưng mà cũng ok thấy không? Ở đây một phòng ngủ. Ồ, cái phòng này nhỏ thôi, không có rộng, nhưng được cái là được vừa mua một cái queen mattress luôn. Nào, đây là cái closet. Đó, đây là một closet. Rồi, bây giờ từ. Rồi, ở đây là một phòng nữa. Đó, phòng này bự hơn phòng bên kia chút xíu. Đó, đẹp. Nhìn nè, phòng này sẽ định ra phía sau. Đó, đây là cái gara phía sau với nhà bên cạnh. Rồi, đẹp không các bạn ha, chỗ này đẹp ha, nhà đẹp. Đó, rồi chỗ này là cái máy giặt nè. Đúng rồi, mà máy giặt nè. Đó, người ta giặt đồ ở đây luôn. Đó, ok ha. Cái này, làm lại. Cái giường này đã quá.
cái lỗ mũi mũi không kìa, coi chừng chét vô gối người ta kìa. Cái này chi chi chỉnh nhá. Rồi chiều nay mình đi cái gì ta, tòa nhà lập pháp tỉnh bang Alberta. À nè, đang đi với mọi người. Hôm nay downtown rất là vắng các bạn, vắng hoe. Rồi đây là tòa nhà lập pháp. À, tòa nhà này đã không đẹp ha, không đẹp bằng không đẹp bằng bên BC. BC đẹp hơn. Cái này chỉ đường đi luôn kìa, mẹ không biết đường đi gì hết. Này là mình đi phía dưới, hy vọng là sẽ có đường đi vô cái công viên hay gì đông đỏng để chụp hình. Đây tự nhiên nó có một cái hầm hay đó. Ở đây thì nhìn thành phố nó cổ cổ đó, tòa nhà nó cũng cổ cổ, mọi thứ nó cũng cổ cổ, cổ cổ cũ cũ. À, mấy khu này các bạn apartment nè, nhưng mà nhìn nó cổ cổ chứ nó không có phải là mới như Calgary. Calgary ha, nhà cửa mới hơn nhiều. Đó, đây cũng được một tòa nhà này mới nè. Tòa nhà này nhìn cũ, nó giống như cái ngân hàng của, không biết được, để đi xuống coi. Giống như cái ngân hàng quốc gia của mình vậy đó, ở Sài Gòn vậy các bạn, kiểu kiến trúc của phương Tây ngày xưa. Tòa nhà này thì nó nhìn nó không đẹp chứ nó không hoành tráng bằng cái tòa nhà ở bên Victoria kìa mình đi. Các bạn nào muốn coi các bạn có thể đi lên channel của mình, đi vô cái mấy cái phần video đó. Thì trước đó mình có những cái clip mà đi ở bên Victoria BC á, thì tòa nhà ở bên đẹp hơn. Hoặc là đi mình đi ở tòa nhà lập pháp của thành quốc gia ở Ottawa. Đây là downtown của Edmonton. Mình giống như đang ở bên kia sông, giống như khu Northwest vậy không? Không, đi lên chỗ này coi coi. Đó, khúc này nè, đó, cái cầu nè, đó, được thêm. Nói chung cũng thấy. Rồi tối nay tụi mình sẽ ăn ở đây Chinese hot pot buffet. Đông quá trời đông luôn các bạn, nguyên cái bãi xe nè. Này các bạn coi, đông nghe không có một chỗ để vô luôn á. Mình phải đậu tút xuống dưới kia mới đậu được. Rồi đây là bàn ăn của tối ngày hôm nay. Quá trời các món luôn, buffet 40 đồng một người, ăn thả cửa luôn. À đây là lẩu ginseng nào cilantro đó, với lại tất cả các món thứ còn lại tất cả là trong gói hết, order thoải mái. Rồi hôm nay mình sẽ đi West Edmonton Mall. Đây là cái mall lớn nhất chưa, cái này là mall lớn thứ hai Bắc Mỹ nhưng mà lớn nhất ở Canada. Không có đâu, cái có một cái môn ở đâu á, anh nhớ là đây là chỉ là cái môn thứ hai lớn nhất Bắc Mỹ thôi, lớn nhất Bắc Mỹ nha các bạn. Đó. Đây là bên trong của cái môn nè các bạn. À, đây là có đập dịch luôn ha. Đó, có một dòng sông để mình có thể đạ. Đó. Đây chỉ là một cái phần nhỏ đó các bạn, mình mới đi được có chưa đến phần tư.
Đó, trong kia là có nguyên một cái water park luôn, nhưng mà mình không có quay phim được. À, ngoài đây quay được nè. Ở đây có hải cẩu luôn nè. Đó, siết hải cẩu. À, dưới đây mình đang đi vô thủy cung. À, ở đây có con rùa đang ăn kìa, cái nít. Cái nít. Đứng xuống. Đó, đứng xuống vô coi. Đó, con cũng có nuôi con rùa. Con rùa đang ăn kìa. Rùa này là rùa đất, không phải rùa nước. Hồi đó con có nuôi một con rùa nước nhưng mà nó bị chết. Ừ. Không biết sao nữa. Đó, nó ăn kìa cái nít. Đó. Quay về cho cái nít coi nha. Chỗ này có nguyên con cá mập luôn nè các bạn. Đó. Nghe không? Cá mập. Mà sao con này nó nằm yên à, nó không bơi gì hết. Cá này là làm biến rồi. Đó, nguyên một cái hồ bự lắm, có rùa, có cá. À, cá quá trời. Ở kia nó chỉ cá thôi, chỉ con cá thôi. Cá nào? Ồ, con cá đó hả? Ồ, Kini đang coi cá đó. Ồ, con cá nó không chịu bơi, Kini không chịu. Ở đâu con cá đâu? Cá nữa đâu? Ồ, bên đó hả? Đúng rồi. Rồi, mình đã đi khoảng được 3 tiếng hôm nay. Quá trời rộng luôn. Đó, đi mình đã quay lại cái chỗ con thuyền nè. Nè, bên trên của con thuyền người ta làm một cái hình thuyền tàu hải tặc mô phỏng. Đó, đẹp chưa? Đó. Này là bên dưới chỗ quán ăn. Đó, giờ đi tiếp xuống này coi. À, đây là lắc xăm. Không rớt đâu. Rớt không hết luôn nè. Rồi. Hay quá. Rớt kìa chị. Rồi. Đúng rồi, à, không, cái đó là 10 kìa. À, chữ có giống đó hả? Không giống đâu. Không cần giống số 10 là em rút ra được rồi. Ôi, chứ đây số 10. Không, người ta đánh số giùm mình á. Không có chọn chữ giống, chắc chắn luôn. Tại vì mỗi số nó khác nhau mà. Ủa vậy hả? 11. Chỉ có một số 10 duy nhất thôi. Vậy là bất cứ nào trong số 10. Đây, vậy đúng không? Đúng. Đã xin xong rồi. Rồi sao nữa? Coi thử. Good look. A smile is your passport into the heart of others. A bubble tea is good. Have smile.